Thưa quý vị, vào sáng nay phiên tòa xét xử cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Trong đó thì bị cáo Nguyễn Đức Chung bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản luận tội nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Đức Chung nêu trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà buộc phải đặt hàng công ty công viên cây xanh, công ty sinh thái xanh trồng cây, thực hiện trồng cây trước rồi hợp thức hồ sơ đặt hàng, dự toán, quyết toán trái quy định để các bị cáo khác lợi dụng nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, số tiền là hơn 34,7 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Chung đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đối với các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công ích cây xanh. Đại diện Viện Kiểm sát kết luận có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.